Vous posez les questions, il va se présenter. C'est lui qui se présente et il va vous traduire à chaque fois. Tôi tên là Nguyễn Quang Khải, tôi đến từ Việt Nam và rất vui khi có mặt tại đây và là một thành viên của đội bóng. Và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà có mặt ở đây và có thể là trở thành đóng góp để có thể đóng góp được vào cái thành tích của đội bóng. Chào mừng. Bonjour à tous. Il s'appelle Quang Khải, donc il a 25 ans. Il est international vietnamien, il est très heureux d'être ici, d'être un membre de l'équipe de Pau et il veut être un bon élément pour apporter beaucoup à l'équipe. Qu'est-ce qui a été la raison principale qui l'a fait choisir le Pau FC? Lý do chính đến đây gì? Tôi nghĩ rằng là khi mà tôi đã quyết định đây là một cái bước quyết định mà tôi có thể trải nghiệm với bản thân mình cũng như là làm một cái bước tiến trong sự nghiệp của tôi, và tôi cảm thấy rất là hài lòng khi mà có mặt tại đây và là một thành viên của cô. Và tôi đã suy nghĩ rất là nhiều và tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cũng như là ban lãnh đạo đội bóng cũng đã cùng nhau tìm được một cái tiếng nói chung để đóng góp, để có thể cùng nhau tạo nên một tập thể tốt nhất. D'abord, il a beaucoup réfléchi sur le choix de Pau et il trouve que le choix de Pau, c'est un choix idéal pour lui parce que c'est un club familial, c'est un club avec des valeurs très fortes et c'est un club à la taille humaine. Et en plus, ce qu'il a dit, c'est que pour lui, il est très heureux d'être ici. Il veut apporter et puis travailler très bien avec le groupe et jouer avec le groupe. Pour lui, le choix de Pau, c'est un choix sportif et ce qu'il m'a dit, c'est que en parlant, en échangeant avec les membres du staff, il a tout de suite senti que c'est un choix sportif et c'est l'occasion et l'environnement parfait pour lui pour s'adapter en Europe et pour y jouer en Europe. Il a des appréhensions par rapport à son adaptation ou absolument pas? Jusqu'à maintenant. Oui, est-ce qu'il a peur de son adaptation ou est-ce qu'il est confiant là-dessus? Hai có sợ với việc thích nghi với đội bóng hay không? Sợ về cái việc thích nghi với đội bóng hay không, hay đã sẵn sàng thích nghi? Phải nói rằng là khi mà cái quyết định này được đưa ra thì cá nhân tôi đã chuẩn bị cho bản thân mình một cái về mọi mặt, về tâm lý cũng như mọi thứ, và khi mà có mặt ở đây thì tôi nhận được cái sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như là đặc biệt là các cầu thủ. Từ những buổi tập đầu tiên thì tôi cảm thấy rất là hài lòng và mọi thứ đang ở trước mắt, và tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực thể hiện bản thân thật là tốt để có thể làm sao mà có được cái là sự tin tưởng của ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng. En fait, il a beaucoup préparé avant de prendre la décision. Enfin, beaucoup réfléchi, il a préparé psychologiquement avant de prendre la décision. Et pour lui, dès les premiers entraînements, il a tout de suite senti la convivialité du côté familial du club, du côté du staff et aussi les coéquipiers. Depuis le premier entraînement, il a senti ça. Et pour lui, c'est un challenge pour lui, mais par contre, il va essayer d'atteindre son niveau et d'avoir toujours une bonne performance durant la journée pour rester au club. Quel poste il préfère jouer et quelles sont ses qualités sur le terrain? Vị trí nào mà Hải thích chơi và cái khả năng của Hải ở vị trí đó như thế nào? Vị trí nào em cảm thấy rất là phần kỹ năng mà em phù hợp? Thực ra là tôi cảm thấy phù hợp ở những vị trí tấn công và tôi sẽ cố gắng làm sao mà cố gắng thi đấu càng nhiều vị trí càng tốt để có thể khi mà huấn luyện viên trưởng giao một vị trí nào thì tôi có thể đáp ứng được ngay. En fait, il préfère les positions en attaque offensivement parce que vu qu'il est milieu offensif. Par contre, il peut être polyvalent, donc ça dépend la mission du coach, ça dépend les conseils du coach. Il peut aussi s'adapter pour apporter à l'équipe. Est-ce qu'il a regardé les matchs du Pau FC la saison dernière et est-ce qu'il connaissait la carrière de Didier Tolo? Hải đã xem các trận nào của đội bóng Pau chưa? Và có biết về lịch sử của
huấn luyện viên hay không? Như coach. Cái gì về về? Phải nói rằng khi mà tìm hiểu về Po thì cá nhân Hải cũng đã tìm hiểu về huấn luyện viên trưởng và cũng như là sơ đồ dùng người của huấn luyện viên trưởng. Thì Hải được biết rằng thì huấn luyện viên trưởng ngày trước thi đấu từng thi đấu cho Bắc Đô và một số câu lạc bộ Phủ Chính Sĩ nữa. Và khi mà chứng kiến cái lối chơi của đội bóng mùa giải trước thì cá nhân Hải thấy là cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về huấn luyện viên trưởng, biết huấn luyện viên trưởng sử dụng những sơ đồ chiến thuật gì, và Hải nghĩ rằng là đó là sự thích hợp cũng như là cái sự mà Hải nhìn nhận được rằng là bản thân mình có thể đáp ứng được cái chuyên môn cũng như là cái chuyên môn của huấn luyện viên trưởng. En fait, en parlant de d'abord pour Monsieur Didier Tolo et le club de Pau, il a beaucoup regardé les vidéos, les matchs de la saison dernière en Ligue 1, en Ligue 2 de OFC. Il s'est renseigné également sur le sur la carrière en tant que joueur professionnel, en tant que l'entraîneur de Monsieur Didier Tolo. Il savait très bien que Monsieur Didier Tolo a évolué en tant qu'attaquant côté Bordeaux et également dans les clubs de Suisse, en Suisse. Il a aussi enseigné sur les choix tactiques, les formations préférées de M. Didier Tolo, et il pense qu'il peut répondre aux exigences de M. Didier Tolo, le coach. Il était une star au Vietnam, il est une star au Vietnam. Ici, il n'aura pas le même statut. Est-ce que c'est quelque chose qui... Hải là một ngôi sao ở Việt Nam, ở đây Hải sẽ không có cái điều đó thì... Hải cảm thấy thế nào? Hải không có cái điều đó thì Hải cảm thấy thế nào? Hải có thích nghi được với cái điều đó hay không? Tất cả mọi thứ đều ở trước mắt và bản thân Hải thì khi mà đặt chân đến đây và cũng như là khi mà đã chọn một cái lựa chọn này thì cá nhân Hải đã phải xác định rằng là bản thân mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu và sẽ phải chấp nhận mọi thử thách cũng như là cố gắng tất cả mọi thứ để mình có thể được thi đấu nhiều và có được lòng tin của huấn luyện viên. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'avant de prendre la décision, il a beaucoup réfléchi et il savait à l'avant qu'il doit tout commencer à zéro ici. Donc il va donner à fond à l'entraînement.